Rồi, ok, xin chào anh em nha. Lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ câu số 8. Thì cũng như hàng lệ mỗi tuần mà thôi, thì tầm giữa tuần mình sẽ cho ra một cái video để mà có thể cập nhật cho anh em những cái tin tức mà nó nóng nhất trên thị trường, để mà chúng ta có thể bắt kịp được với cái nhịp độ thị trường nó đang diễn biến như thế nào trong tuần qua nha. Rồi, vậy thì trong tuần này thì ngay tại cái thời điểm mình làm cái video này thì tối ngày hôm nay tầm 7 giờ rưỡi tối Việt Nam thì chúng ta sẽ có một cái tin tức cũng khá là quan trọng để mà cái phản ứng của Bitcoin cũng như là cái phản ứng của thị trường crypto của chúng ta nói chung thì nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái tin tức này. Nhưng mà tại vì thời điểm mình làm cái video này đó thì nó chưa có tới, nên là mình cũng sẽ xin cập nhật sơ qua cho anh em. Đầu tiên đó chính là cái CPI của Mỹ. Thì như anh em biết được rằng là chúng ta đã có những cái tháng 5, tháng 6, tháng 7 đúng không? Chúng ta đã có những cái cú điều chỉnh của Bitcoin nó cũng khá là lớn. Và ở cái CPI đợt trước đó thì chúng ta đã vượt qua ngưỡng dự đoán là tầm 8,6 và 8,7%, và nó vượt lên cái mốc 9,1%. Nên do đó nếu mà tối hôm nay thì nếu mà CPI của chúng ta diễn biến tệ hơn cái mức đó, cái mức dự đoán cho tháng 7 là 8,7 đúng không? Mà nếu tối nay nó tệ hơn như vậy nữa thì mình nghĩ rằng anh em hãy nên cẩn trọng nha. Đó, đúng 7 giờ rưỡi tối mình cũng sẽ theo dõi cùng anh em. Và có những cái tin tức nào đó thì mình sẽ cập nhật qua bài viết cho anh em để anh em có thể hiểu rõ hơn. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình chỉ cập nhật những cái tin tức mà nó đã chuyển động trong thời gian qua để cho anh em nắm bắt được chúng ta đang diễn ra như thế nào thôi nha. Rồi, thì như anh em cũng thấy là ngày hôm qua là Bitcoin đã đâm một cái cú đâm từ khoảng là gần 24.000 USD xuống còn tầm khoảng là 22.600. Thì ở đây là một cái chuyển biến mà mình cho rằng cũng không là bất ngờ đâu. Tại vì nó trước thềm CPI thì thường thường là cái tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư thì nó sẽ phân cực như vậy. Đó, và cho đến cái thời điểm anh em hãy xét lại là đến cái thời điểm tầm tháng trước, thì ngay khi mà trước khi cái tin CPI nó ra đó thì nó cũng đã như vậy rồi. Và ngay CPI nó ra, ngay cái mốc 7 giờ rưỡi đó thì nó cũng đã bơm đâm cũng khá là mạnh. Đó, nên đó là cái lý do tại sao mà mình cho rằng anh em long short, nhất là anh em trên thị trường phái sinh, thì chúng ta hãy nên cẩn trọng vào cái thời điểm này một tí. Còn anh em nào mà hold spot, anh em nào mà hold mà bình thường đó, thì chúng ta hãy xem xét rằng là đây có phải là cái điểm hợp lý để chúng ta mua hay bán hay chưa, thì đó là tùy thuộc vào các quyết định của anh em. Rồi, vậy thì chúng ta hãy đến cái tin tức đầu tiên ha. Thì như anh em cũng biết được rằng là vào đầu tuần này chúng ta đã có một cái drama cũng khá là lớn về sàn Binance với sàn Wasix. Thì về cơ bản đó anh em, thì cái sàn Wasix này đó, thì anh em có nhớ là những cái năm 2018-2019 thì đây là một trong những cái sàn hàng đầu của Ấn Độ. Thì vào cái thời điểm đó đó thì Binance đã đưa ra một cái thông báo là thâu tóm cái sàn này, tức là mua lại luôn anh em. Đó, nhưng mà trong cỡ khoảng là đầu tuần này đó thì cái sàn Wasix này lại bị vướng một cái vụ pháp lý. Đó chính là về việc là giới chức trách Ấn Độ họ cho rằng là cái sàn Wasix này là một cái sàn mà họ đã trung gian trong cái việc mà giúp cho những cái tội phạm rửa tiền. Đó, vì thế nên giới chức trách của Ấn Độ họ đã thực hiện đóng băng cái tài sản của cái sàn này lại. Và cái việc mà đóng băng tài sản đó thì theo cá nhân mình nghĩ là nó cũng không có quá là quan trọng đâu. Và cái số tiền đóng băng là chỉ khoảng 8 triệu USD thôi, nhưng mà đó chỉ là về mặt con số thôi anh em. Đó, chúng ta hãy xét về mặt pháp lý đó thì nó cực kỳ nghiêm trọng nha. Đó, và đứng trước cái việc pháp lý này thì sàn Binance đã thực hiện một cái động thái mà mình cho là cũng khá là bất ngờ. Đó chính là Binance nói rằng là không có liên quan quá là nhiều đối với Wasix. Thì lúc đó cộng đồng mới đặt ra một cái câu hỏi tại sao rằng là trước đây ông đã nói là ông mua lại sàn Wasix, mà bây giờ sàn Wasix á lại bị vướng pháp lý, xong rồi đến bây giờ thì ông lại tuyên bố rằng là không có một bất kỳ một cái liên quan nào đối với sàn này cả. Thì cái việc mà đầu tiên để châm ngòi cho cái drama này đó thì anh em biết là CEO Chang Bengzhao thì ông cũng đã nói rằng là đáng lẽ ra vào năm 2019 là tôi đã mua lại cái sàn này rồi, nhưng mà cái thỏa thuận đó của chúng tôi thì hoàn toàn không có đạt được. Thì ở đây mình có trình chiếu cho anh em là nó không đạt được là tại sao. Tức là CZ đã giải thích rằng là ban đầu họ đạt thỏa thuận với công ty là Zenma Labs. Đó, thì cái công ty này là đứng sau Wasix. Đó, nhưng mà thực hư cái việc mà chuyển giao cái phần vốn sở hữu tài sản đối với Binance đó thì cuối cùng lại chưa thực hiện được. Tức là về mặt giấy tờ như vậy thôi, nhưng mà cả hai bên lại ngầm không có đạt thỏa thuận như vậy. Thì đây chẳng khác nào là một cái lời bây giờ mới công bố rằng là Wasix chưa từng thuộc về Binance. Đó, và cái việc mà bây giờ Wasix đó lại vướng một cái nghi vấn pháp lý như vậy thì Binance lại quay lưng với Wasix và sẵn sàng làm việc với giới chức trách Ấn Độ để mà có thể công khai với mọi người về cái việc mà Binance chắc chắn là không có vướng vào pháp lý, và cái vấn đề đó là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của Wasix. Đó, thì ngay sau đó anh em có thể biết được rằng là cái tuyên bố của CZ đã dường như là đã động chạm gì đó tới CEO của bên Wasix, và CEO của bên Wasix thì ông lại không cho như vậy anh em. Ông lại nói rằng là
thực sự là Binance đã mua lại Wasik chứ không có như lời của CZ nói. Và thứ hai đó là Zenmelab là một công ty là do chính bản thân ông và các nhà đồng sáng lập sở hữu. Và Zenmelab đã cấp phép cho Binance giao dịch các cặp giao dịch bằng đồng RUB của Ấn Độ trên sàn Wasik. Và Binance cũng đã quản lý các cặp giao dịch crypto và crypto trên sàn Wasik luôn. Và cái việc mà Binance đã phủ bỏ hết tất cả là đó không phải là sự thật. Đó, và sau đó ông còn giải thích thêm một số những cái sở thực khác như là Binance sở hữu tên miền của Wasik nè, Binance có quyền truy cập vào server AWS của Wasik, Binance có thể quản lý tất cả tài sản crypto của Wasik và nắm giữ lợi nhuận của Wasik nữa. Nên vì vậy đó, cái việc mà Binance nói rằng là Wasik là một chuyện và Zenmelab là một chuyện, đó là một cái chuyện nó không có đúng. Và CZ thì dường như đã rũ bỏ hết tất cả những cái trách nhiệm pháp lý khi mà Wasik gặp cái căng thẳng như vậy. Thì tiếp theo thì CEO Binance thì ông cũng đã đáp trả lại cái lời đó ra sao. Thì ở đây anh em có thể thấy được rằng là trên màn hình của mình đây đã nêu rất là rõ, đúng không? Tức là Binance là chỉ đơn giản là cung cấp ví tiền cho Wasik mà thôi. Và tên miền của Wasik là được chuyển về dưới quyền quản lý của Binance và cũng được quyền truy cập vào AWS luôn. Nhưng mà về trên lý thuyết đó thì nó chỉ dừng lại ở đó thôi, chứ Binance không sở hữu hoàn toàn Wasik. Và ông còn cảnh cáo luôn, đây là cái lời cảnh cáo mà mình cho rằng cũng khá là nặng đối với Wasik đó anh em. Tức là ông nói rằng là về mặt lý thuyết thì Binance có thể đánh sập Wasik bất kỳ lúc nào, nhưng mà ông sẽ không làm điều đó, tại vì điều đó là gây tổn hại đối với người dùng. Và Binance cũng không có nắm rõ về những cái hoạt động như KYC, giao dịch và rút tiền của sàn Wasik. Nên vì vậy cái việc mà Wasik nói rằng là Binance sở hữu tất cả những cái hoạt động này là sai, và tất cả hoạt động này là đều thuộc về Wasik, không thuộc về Binance. Đó, thì cái kết của cái câu chuyện này là CEO của bên sàn Wasik thì ông nói rằng là ok, nếu mà ông đã nói như vậy thì cả hai bên rất sẵn lòng để mà đưa ra cộng đồng để mà có thể giải quyết một cái vấn đề này nó minh bạch nhất có thể và công khai. Thì cho đến thời điểm mình làm cái video này đó thì cả hai bên dường như vẫn chưa có bất kỳ những cái tiến triển gì thêm. Nhưng mà CEO Binance đó thì ông có nói rằng là nếu mà cái chuyện này đang được nó lớn như vậy và nó có diễn biến ra sao thì CEO Binance đó cũng không có làm ảnh hưởng tới người dùng và luôn đặt người dùng lên trọng tâm hàng đầu. Đó, thì đây cũng là một cái drama cũng khá là lớn anh em. Vì nếu mà chúng ta sâu chuỗi toàn bộ câu chuyện thì tại sao là một cái thương vụ nó lớn như vậy từ năm 2019 mà đến bây giờ, đúng không? Chúng ta năm 2022, 3 năm rồi. Mà khi đó Binance lại không nói rằng là thật sự không sở hữu Wasik, nhưng mà để đến khi 3 năm sau, khi mà cái diễn biến pháp lý nó trở nên căng thẳng thì Binance lại rũ bỏ tất cả. Và cái sự thật phía sau này là gì thì chỉ có những người trong cuộc mới biết thôi anh em. Đó, thì đây chỉ là một cái tình hình mà mình cập nhật cho anh em mới nhất, về anh em có thể biết được rằng là bây giờ Binance và Wasik thì như là không thuộc về nhau nữa. Đó, nó như kiểu một cái cách nói vui, mình hay nói vui với anh em rằng là khi còn tiền thì chúng ta còn là bạn, nhưng mà khi hết tiền thì chúng ta là hai kẻ xa lạ với nhau vậy anh em. Đó, thì nó dường như đúng đối với cái câu chuyện mình vừa trình bày cho anh em. Rồi, và chúng ta hãy tiếp đến một cái tin thứ hai nữa. Thì như anh em biết được rằng là với một cái thị trường nó ảm đạm như vậy thì đôi lúc cái tâm lý nhà đầu tư chúng ta thì chúng ta hay đối chiếu với những cái quỹ lớn, những cái công ty lớn, những cái sàn giao dịch lớn, để từ đó chúng ta hình thành cái quyết định đầu tư là có nên đầu tư vào thời điểm này hay không. Thì ở đây anh em thấy trên màn hình của mình đây thì chúng ta đã có một cái báo cáo quý thật là nó không có tốt đối với sàn giao dịch Coinbase, một cái sàn giao dịch mà nó đang đứng đầu ở Hoa Kỳ luôn. Đó, thì nếu mà tuần trước chúng ta thấy được rằng là cái tin mà Coinbase kết hợp với BlackRock, một cái nhà quản lý tài sản là 10.000 tỷ đô AUM, rất là lớn đúng không anh em? Nhưng mà dường như là cái báo cáo quý 2 của Coinbase dường như đã phản ánh được rằng là Coinbase cũng đang trong một cái tình trạng hỗn loạn về mặt hoạt động kinh doanh. Thì anh em thấy được rằng là cái quý 2 của Coinbase là báo lỗ tới 1,1 tỷ. Và để đối chiếu với cái dữ liệu này thì mình có thể so sánh với anh em là dữ liệu vào quý 1 năm 2021 và dữ liệu vào quý 1 năm 2022 chứ, và dữ liệu vào quý 4 năm 2021, tức là hai quý trước đó anh em. Thì cụ thể đó, hai quý trước thì Coinbase đã liên tục lỗ tầm khoảng là từ 300 tới 400 triệu đô mỗi quý nha. Nhưng mà quý này dường như cái mức lỗ của nó lại càng cao hơn gấp 2 gấp 3 lần, nó lên tới 1 tỷ mốt cơ. Thì điều này nó chứng tỏ rằng là cái việc mà biến động xu hướng của thị trường trên mặt bằng chung hiện tại nó đã ảnh hưởng rất là nặng nề đối với hoạt động kinh doanh của những cái tổ chức lớn như thế nào. Đó, và chưa hết đâu anh em, cái vụ Coinbase này á, nó còn có một cái rất là thú vị nữa. Đó chính là anh em có biết một cái quỹ đầu tư là RAK Investment. Thì cái quỹ đầu tư này là mình nghĩ rằng tất cả anh em đều biết. Tại vì sao? Tại vì Cathie Wood là một cái người phụ nữ vô cùng giỏi trong cái thị trường tài chính này. Nếu mà anh em nào mà có tìm hiểu về các portfolio của Cathie Wood thì anh em biết rằng á, bà là một trong những người lái cổ phiếu cực kỳ kinh khủng trong ở phố Wall nha anh em. Tức là lái ở đây là sao? Tức là bà nó giống như là đội em của bên crypto vậy á. Thì Cathie Wood là một trong những người phụ nữ như vậy, bà lái cổ phiếu rất là kinh khủng. Nhưng mà dù lái cổ phiếu giỏi cỡ nào, dù có kinh nghiệm dày dặn trên thị trường tài chính, dù có gây chấn động của phố Wall ra sao, thì Cathie Wood cũng đã mắc một cái sai lầm trong một cái
sự việc như thế này. Thì ở đây mình sẽ mô tả một cách ngắn gọn nhất để cho anh em biết được rằng là cái sự việc này nó diễn biến ra sao. Thì anh em có nhớ rằng là vào cái tháng 4 năm 2021, khi mà Coinbase được list trên sàn Nasdaq để mà ra mắt cái cổ phiếu Coin đó, thì Cathie Wood và cái quỹ ARK Investment của bà là đã mua rất là nhiều cổ phiếu Coin vào thời điểm đó anh em. Nó lên tới khoảng là dường như là hơn 400 triệu cơ. Đó, nhưng mà vào tuần trước mình có đưa tin cho anh em rằng là Coinbase bị vướng vào một cái lùm xùm pháp lý như là giám đốc, cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase bị điều tra đúng không? Vì giao dịch nổi gián bởi SEC. Và sau đó cả SEC và CFTC cũng đã lao vào để mà tố cáo Coinbase là niêm yết chính cái token chứng khoán. Nên cái điều đó đã khiến tác động tới CEO Cathie Wood và bà đã quyết định bà bán lên là 1,4 triệu cổ phiếu Coin. Đó, và tức là cắt lỗ rồi anh em, tại vì cái giá bà gom vào đó, cái giá bà gom vào là từ tháng 4. Và lúc đó là một cổ phiếu Coin là dường như là $330 một cổ phiếu. Và cái lúc bà bán ra đó thì cổ phiếu Coin chỉ đang dao động ở $52 thôi. Đó, thì tức là cắt lỗ 6 lần anh em, cắt lỗ 6 lần nha. Một cái người dày dặn kinh nghiệm vào một cái quỹ lớn như vậy, cắt lỗ 6 lần cổ phiếu Coin. Nhưng mà một cái điều mà mình thấy rằng nó cũng khá là bất ngờ, tức là cái giá mà bà cắt lỗ là $52 đó, thì cái giá đó nó lại tương quan với giá $70 của ông Ed Sarum, đó chính là nhà đồng sáng lập của Coinbase, khi ông đã bắt đáy cái giá đó, tức là cái giá bạn xả ra là cái giá mà người khác bắt đáy. Và cái giá mà bà mua $330 vào tháng 4 đó là cái giá mà những nhà đồng sáng lập của Coinbase và chính CEO Brian Armstrong xả ra. Thì các bạn đọc tới đây các bạn có thể dễ hình dung rằng là chính CEO của ARK Investment là mua vào đỉnh và bán vào đáy, bán ở cái mức mà người ta mua vào đó và mua ở cái mức mà người ta bán ra đó. Thì các bạn có thấy là không, qua một cái bài học này thì chúng ta có thể thấy được rằng là không chỉ các nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta như là mình ở đây và anh em đang xem video này, chúng ta mắc một cái sai lầm như vậy đúng không, mà ngay cả những cái cá mập như mình nói khi mà trước khi mình đề cập đến cái tin tức này, như Cathie Wood, như ARK Investment nắm giữ rất nhiều crypto, nắm giữ rất nhiều cổ phiếu, vẫn bị cái trường hợp như vậy. Thì anh em đủ thấy được rằng là thị trường tài chính của chúng ta rất là khắc nghiệt. Và đó cũng là một cái câu chuyện để cho anh em biết được rằng là trước khi chúng ta tham gia vào bất kỳ thị trường tài chính nào, chúng ta cũng vẫn hãy cẩn trọng và đầu tư kiến thức một cách đầy đủ nhất để tránh rủi ro thôi anh em. Chứ còn rủi ro thì chúng ta vẫn phải luôn gặp và phải luôn trau dồi học hỏi qua những cái thất bại đó thôi ha. Rồi, và tiếp theo nữa đó chính là một cái quỹ khác, mà cái quỹ này mà mình cho rằng cái quỹ này cũng là một trong những cái quỹ cá mập rất lớn ở trong thị trường crypto, đó chính là Galaxy Digital của tỷ phú Mike. Thì anh em biết được rằng là trong, nếu mà Coinbase bị lỗ 1,1 tỷ thì một cái quỹ mà chuyên về crypto như là Galaxy quá là dài dơ trong cái thị trường này rồi đúng không? Thì ông cũng đã phải chịu lỗ gần nửa tỷ đô. Nhưng mà nó khác với Coinbase. Coinbase là các hoạt động kinh doanh của họ đã khiến họ bay 1,1 tỷ là đã được thực hiện rồi. Nhưng mà cái khoản lỗ của Galaxy Digital là 554 triệu USD này, tức là về cái khoản lỗ này nó chưa được thực hiện. Tại vì á, là Galaxy chưa có bán cái số crypto đó ra, nên đây chỉ là cái khoản lỗ ghi nhận trên mặt giấy tờ thôi anh em. Đó, thì cái điều này nó cũng tương tự như mình có thể so sánh với những trường hợp khác như về của MicroStrategy nè. Đó, hoặc là những cái quỹ khác. Đó, còn là ví dụ như là Tesla thì họ cũng đã bán rồi, thì cái đó là cái khoản lỗ đã được thực hiện. Đó, thì cái điều này mình nói để cho anh em có thể so sánh được. Đó, thì đây chỉ là một cái khoản lỗ mà họ chưa thực hiện thôi. Và nếu họ bán ra thì nó sẽ thực hiện. Nên có thể rằng là trong tương lai, khi mà thị trường crypto chúng ta dần hồi phục lại và tất cả dần đi vào quỹ đạo, thì có lẽ là Galaxy Digital sẽ có thể lời ở trên cái khoản đầu tư này hay sao đó. Nhưng mà cái thực trạng chung mình muốn đưa ở đây cho anh em là tất cả các quỹ lớn bây giờ họ đang chịu lỗ rất là nặng anh em, từ khoảng nửa tỷ đô trở lên, chứ không riêng gì MicroStrategy thì tuần trước là tầm khoảng 1 tỷ đâu. Đó, thì để đủ cho anh em hiểu rằng là cái bức tranh hiện tại của chúng ta vẫn đang khá là tệ so với cái mùa uptrend trước đúng không? Và nó diễn biến tới đâu thì chúng ta vẫn phải cần xem xét và chờ đợi thêm. Rồi, một cái tin tức mà mình cho rằng là mình, đó sẽ là tâm điểm của cái tuần này luôn. Đó là cái tin mà anh biết là một cái vụ Tornado Cash, một cái fraud rất là lớn trong tuần này. Thì cái vụ này nó ra sao? Thì anh em biết rằng là Tornado Cash đó là một cái máy trộn, một cái nền tảng mà mình hay gọi là cái máy trộn tiền mã hóa anh em. Tức là anh em đưa vào, xong rồi nó trộn qua nhiều cái tiền mã hóa khác nhau. Ví dụ anh em đưa vào Bitcoin, nó sẽ trộn ra ETH, nó sẽ trộn ra những cái đồng khác, rồi sau đó nó trả vào cho anh em. Thì Tornado Cash nó là một cái nền tảng mã nguồn mở cực kỳ phổ biến trong những năm gần đây luôn. Đó, và cuối cùng thì Tornado Cash đã bị một cái tin tức, đó chính là bị giới chính quyền của Mỹ, mà ở đây đó, đó chính là Bộ Tài chính Mỹ đã đưa cái website của Tornado Cash vào cái blacklist, tức là vào cái danh sách trừng phạt đặc biệt đó anh em. Và những cái ví mà liên quan đến Tornado Cash đó thì đều được trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt kê khá là rõ ràng ở đây. Thì cái điều này á, bên phía giới chính quyền Mỹ họ lập luận rằng là sao? Họ lập luận là tại vì Tornado Cash là một cái nền tảng mà
Ok, anh có thể là một cái máy trộn, một cái nền tảng mã nguồn mở như vậy, nhưng mà đã có rất nhiều những cái giao dịch bẩn được thực hiện qua Tornado Cash. Như anh em có thể thấy được rằng đó là chúng ta còn nhớ cái vụ mà hack Ronin đúng không? Rồi Ronin nè, rồi cái vụ hack gần đây của Harmony và nhiều cái vụ hack khác nữa, Wormhole hoặc là nhiều cái vụ hack khác trong năm nay với một số tiền tổn thất khá là lớn, lên tới vài trăm triệu đô cơ. Và chưa dừng lại ở đó đâu, cái kẻ hack mà đứng đằng sau những cái vụ này đó thì anh em thấy đã có rất nhiều tin tức đưa rằng là cái nhóm Lazarus của Triều Tiên đúng không? Tức là những cái hacker của Triều Tiên đứng sau cái này, và họ đã dùng Tornado Cash như là một cái phương tiện, một cái công cụ để mà rửa cái số tiền mà họ hack đi. Do đó đó, mọi người thường hay nghĩ lầm rằng Tornado Cash chính là một cái nơi để mà các giao dịch tiền bẩn xảy ra. Đó, và Mỹ đã vin vào cái lý do này để có thể cấm đưa Tornado Cash vào cái danh sách trừng phạt đặc biệt. Đó, nhưng mà ở đây á, mình muốn lý giải cho anh em á, là cái trường hợp này nó sẽ gây ra sao. Tức là nó sẽ gây ra một cái bài toán để mà có thể chúng ta hình dung được rằng là liệu crypto của chúng ta sắp tới sẽ như thế nào. Tại vì có thể nói rằng là Tornado Cash được dùng để rửa tiền bẩn, được dùng cho các hoạt động phạm pháp. Nhưng mà ở đây anh em có đồng quan điểm với mình rằng là đó hoàn toàn là cái lỗi của người dùng, chứ không phải Tornado Cash sinh ra để làm như vậy. Tại vì đó hoàn toàn là mã nguồn mở, đúng không anh em? Và cái việc mà người ta dùng nó để người ta rửa tiền bẩn thì đó là lỗi người dùng, chứ đâu phải lỗi do nền tảng đâu. Đó, tại vì crypto của chúng ta là một cái mã nguồn mở, hệ thống mở và phi tập trung với nhau. Và khi mà lỗi của người dùng thì chúng ta không thể vin vào cái lỗi đó để mà chúng ta đánh giá được Tornado Cash sinh ra cho cái mục đích như vậy được. Đó, giữa cái câu chuyện mà mục đích được sinh ra và cái câu chuyện mà người dùng họ làm được cái mục đích đó cho cái việc gì, đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta không thể nào đánh đồng rằng là do Tornado Cash là một cái nơi để chuyên đi rửa tiền và đánh đồng nó xấu được cả. Không phải là như vậy anh em. Đó, và từ cái câu chuyện Tornado Cash thì chúng ta cũng có một cái câu chuyện mà hướng tới cái việc là liệu cái vấn đề phi tập trung nó có đang tồn tại một cách rõ ràng trong thị trường crypto của chúng ta hay không. Thì anh em biết được rằng là ngay sau khi Tornado Cash bị dính một cái phết lớn như vậy thì chúng ta đã có một cái nhà phát hành stablecoin, đó chính là Circle. Đó, một cái nhà phát hành stablecoin đứng sau cái đồng USDC là đã chặn Tornado Cash. Và cái diễn biến ra sao thì ngay khi mà Tornado Cash đó bị Mỹ chặn đó, thì USDC cũng đã tiến hành đóng băng khoảng là 75.000 USDC có trong các ví Tornado Cash nằm trong cái danh sách trừng phạt đó. Và cái điều này á, nó đồng nghĩa với việc là những cái ví này đó không thể rút tiền từ Tornado Cash được, tức là không thể rút cái số tiền USDC mình đưa vào Tornado Cash được. Thì anh em biết được rằng là cái điều này nó lại ảnh hưởng cái vấn đề phi tập trung mình vừa nói là sao, đúng không? Tức là USDC đã là một cái nhà phát hành stablecoin lớn thứ hai thị trường rồi, và trong năm qua họ cũng làm rất nhiều những cái mà cố gắng, những cái nỗ lực về mặt pháp lý để họ có thể chứng minh được rằng là ok, chúng tôi là một cái stablecoin phi tập trung, chúng tôi là một cái stablecoin không bị vướng bận bất kỳ một cái gì cả. Và thậm chí cả Circle nữa, họ cũng muốn là niêm yết trên sàn chứng khoán, và khi mà nâng cái mức định giá lên 9 tỷ đô vào hồi tháng vào có khoảng là đầu năm nay chẳng hạn, đúng không anh em? Và rồi cái việc họ tự ý họ đóng băng tiền, họ đóng băng 75.000 USDC, một cái số tiền nó không quá là lớn đâu, nhưng cái việc mà họ tự ý họ đóng băng như vậy thì cộng đồng đang đặt ra một cái dấu chấm hỏi rằng là liệu stablecoin USDC có phi tập trung hay không. Đó, chỉ qua một cái hành động mà bị Tornado Cash, bị giới chính quyền Mỹ họ nhắm đến như vậy, mà USDC đã tự đóng băng cái tài khoản đó trong Tornado Cash. Vậy thì nếu mà sau này những cái tài khoản khác của người dùng vẫn đang nắm giữ USDC ở nhiều nền tảng khác nhau thì sao? Và lỡ giới chính quyền Mỹ họ tấn công vào, không phải là Tornado Cash nữa, mà họ tấn công vào Uniswap, họ tấn công vào những nền tảng DeFi khác, họ tấn công vào những cái platform nổi tiếng khác, và tiền của người dùng bằng USDC trong những cái platform đó rất là nhiều. Vậy chẳng lẽ Circle sẽ tự ý đóng băng những cái tài khoản đó? Vậy thì cái niềm tin cộng đồng đang nắm giữ USDC nó sẽ nằm ở đâu? Đó không phải là một cái câu chuyện phi tập trung nữa, và đó sẽ quay trở lại một cái câu chuyện và cái hệ thống truyền thống đó anh em, rất tập trung và bị chiếm hữu hoàn toàn, bị sở hữu hoàn toàn và kiểm soát bởi Circle. Đó, thì mình đã đến đây để anh em hiểu được rằng cái mức độ nghiêm trọng khi mà một cái sự việc xảy ra, các bên họ đã phản ứng ra sao, đúng không anh em? Và Tornado Cash cũng sẽ giống như mọi cái trường hợp khác, chỉ là một cái trường hợp tiên phong thôi, để mà chúng ta thấy rõ được rằng là liệu chúng ta có đang sống trong một cái thế giới crypto phi tập trung hay không, mà nhất là đối với stablecoin nữa, một cái phạm vi mà đã nâng đỡ thị trường crypto của chúng ta lên rất là nhiều. Đó, mà mặt khác USDC còn đang lại là stablecoin có vốn hóa lớn thứ hai thị trường nữa. Đó, thì để cho anh em hiểu được rằng là chúng ta sẽ như thế nào nếu có những cái trường hợp sau mà nó xảy ra trong tương lai anh em. Rồi, và tiếp theo đó thì chúng ta cũng có một cái diễn biến khác
cũng khá là quan trọng mà mình muốn đề cập, đó chính là sau khi mà cái vụ Tornado Cash nó xảy ra đó thì đã có rất nhiều ví của người nổi tiếng bị gửi Ethereum bẩn từ Tornado Cash. Thì thật sự là cái vụ việc này cũng có nhiều người hiểu lầm, nhưng mình xin giải thích ở đây á, tức là sao? Tức là có một cái nhân vật nào đó họ ức chế về những cái vấn đề mình đang giải thích cho anh em đó. Họ ức chế về cái việc mà tại sao một cái nền tảng mà mấy anh mà làm pháp lý mà anh không có phân biệt được giữa câu chuyện là người sử dụng họ có mục đích gì và cái mục đích nền tảng nó sinh ra để làm gì, và họ lại cấm một cách nó nhanh chóng như vậy. Thì cái người này đó, họ đã chuyển tiền bằng ETH từ cái ví của họ qua Tornado Cash, và từ Tornado Cash chuyển về ví của những cái người nổi tiếng này đó, thì để chứng minh cho giới chức Mỹ biết rằng là nếu mà tiền từ Tornado Cash đang bị cấm đúng không, mà chuyển về những cái ví này thì liệu mấy ông sẽ bay vào, mấy ông giải quyết ra sao. Thì thực sự á, tóm gọn lại cái câu chuyện này nó chỉ là một cái trò đùa thôi, chứ nó không có phải là tiền bẩn từ Tornado Cash gửi về những cái ví này và họ có liên quan đến những cái giao dịch phạm pháp ở trên Tornado Cash, thì cái đó là cái vấn đề không phải, mà mình thấy rằng là rất nhiều anh em đang hiểu nhầm về cái câu chuyện này nên mình xin giải thích cho anh em là như vậy. Rồi, như anh em cũng biết, cái tin tức cuối cùng mình nghĩ rằng anh em sẽ rất là chờ đợi đây, thì anh em có thấy được rằng là tầm cỡ khoảng là 4 tháng trước mình có làm một cái video cũng giống như vậy, và mình có nói với anh em á là chúng ta hãy chú ý một cái xu hướng mà rất có thể nó sẽ là một cái xu hướng trọng tâm trong những tháng sắp tới, đó chính là Layer 2. Thì bây giờ mình đã cảm giác được là cái làn sóng Layer 2 nó đang quay trở lại rồi anh em, và nó quay trở lại ra sao thì anh em biết được rằng là chúng ta có một cái sự kiện ETH Seoul diễn ra tại Hàn Quốc đúng không? Thì nhà sáng lập của Ethereum á, là Vitalik Buterin, ông đã nói rằng á, là theo quan điểm của ông thì ZK Rollup sẽ đánh bại Optimistic Rollup trong tương lai. Và cái vấn đề mà Vitalik đã xoáy sâu vào đó chính là những cái giải pháp Layer 2. Tại vì anh em thấy rằng là Ethereum cũng sắp tới Dermot rồi, nhưng mà chúng ta cái chặng đường mà tới Dermot rồi, cái chặng đường mà giảm phí, chặng đường mà giao dịch tốt hơn, nó sẽ là cái câu chuyện xảy ra sau. Tại vì The Merge thực sự nó cũng chỉ là một cái sự kiện để mà Ethereum có thể tiến lên được Proof of Stake thôi, nhưng mà không chuyển đổi hoàn toàn nha. Chúng ta sẽ đi theo từ quy trình tới quy trình tới quy trình, và nó tích hợp dần dần như vậy. Trong một cái video mà mình nói rất rõ về Ethereum, mình cũng đã nói với anh em đúng không? Đó, thì dạo gần đây thì những cái phát ngôn của Vitalik hay là những cái mà như là Optimism, anh em thấy con OP đó, nó cũng là một cái con Layer 2, nó bay cũng rất là mạnh. Đó, thì dường như là nhờ vào cái đợt mới sắp tới nên là cái làn sóng Layer 2 này đang được chú ý rất là nhiều, và những cái dạng công nghệ của nó thì ở đây là hai công nghệ của Layer 2, đó chính là Optimistic và ZK Rollup. Thì Vitalik chỉ đang mổ xẻ ra rằng là giữa hai công nghệ nào sẽ đi xa hơn thôi đó. Nhưng mà mình hãy nhìn vào một cái bức tranh tổng quan, đó chính là Layer 2. Thì tại sao mình lại nói về Layer 2? Thì anh em thấy là trong vòng khoảng 3 tháng trở lại đây, kể từ khi Layer 2 đạt một cái total value lock, một cái tổng giá trị được khóa lại ở cái mức đỉnh vào tầm khoảng tháng 4 đi, thì bây giờ anh em thấy được rằng là chỉ trong 7 ngày qua thôi thì cái TVL của những cái giao thức Layer 2 ở trên Ethereum đó thì đã bắt đầu có một cái làn sóng tăng trở lại rồi nè. Đó, và bây giờ đang dừng ở là 5,67 tỷ, chỉ cách một cái khoảng tầm khoảng 7 tỷ thôi. Đó, tầm cái khoảng là cái đỉnh ETH tầm khoảng tháng 4 là tầm 7 tỷ đô. Thì với cái sự kiện The Merge sắp diễn ra vào tầm tháng 9 nữa, thì những cái Layer 2 này đang cực kỳ hot trong tại thời điểm hiện tại. Đó, và mình nói ở đây không phải là để nói là Layer 2 sẽ là con sóng sắp tới gì cả để cho anh em vào anh em mua nha, nhưng mình chỉ đang phân tích về những cái gì mà mình cho rằng là nó sẽ lead cái thị trường của chúng ta đi lên, để mà thị trường của chúng ta nhận được một cái dòng tiền mới và để giúp cho tất cả hồi phục. Thì mình cho rằng Layer 2 cũng sẽ là một cái nhân tố cũng khá là quan trọng trong cái đợt hồi phục này. Và nhất là cái việc mà chúng ta vừa chứng kiến con OP nó tăng khá là mạnh trong vòng 2 tuần qua. Và trong nguyên một đám này, anh em thấy trên màn hình của mình, thì chúng ta vẫn còn một cái ứng cử viên sáng giá tiếp theo, đó chính là Arbitrum. Với những cái bản cập nhật như Arbitrum Nitro. Rồi ngày hôm qua chúng ta cũng có một cái sự kiện là Reddit cũng đã thông qua Arbitrum và FTX cũng đã phát hành cái Community Point qua token đối với cộng đồng nữa. Nhưng mà Arbitrum vẫn chưa ra token. Đó, và chúng ta cũng sẽ có nhiều cái nền tảng khác nữa, hoặc là những cái ứng cử viên sáng giá như Stackware chẳng hạn cũng mới vừa ra token nhưng vẫn chưa được nằm trên đây. Đó, thì sắp tới mình nghĩ rằng là với The Merge, khi tất cả dựa tin vào cái sự kiện đó sẽ kéo, tạo một cái lực kéo đẩy dòng tiền đi lên, và sau đó nữa vẫn sẽ cần những Layer 2 để mà nối vào, để mà giúp cho Ethereum trở nên toàn diện và ngày càng toàn diện hơn nữa về tốc độ giao dịch, về phí giao dịch, về khả năng scale ra. Thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái tác nhân khá là quan trọng để mà anh em có thể chú ý trong thời gian tới. Rồi, vậy thì cái video của mình đến đây nó cũng đã khá là dài rồi, nên là mình cũng xin tạm biệt anh em tại đây. Hẹn gặp anh em ở tuần sau nha. Bye bye.